bữa nay á là Nhung sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái step mà rửa mặt của Nhung buổi sáng như thế nào ha. Thường thì khi mình ngủ dậy, da của mình nó chỉ có những cái tàn dư của kem dưỡng da vào ban đêm. Và khi mọi người rời lên mặt, một là nó sẽ quá dày, hai là nó hơi khô ráp nếu như vào những cái ngày mà mình ít uống nước. Vậy mình phải làm sao để cho cái da của mình nó cân bằng lại cái độ ẩm buổi sáng? Thì rất là dễ mọi người. Thường là Nhung sẽ sử dụng một cái loại nước rửa mặt, nó gọi là nước khoáng rửa mặt. Thì cái loại nước khoáng rửa mặt như thế này nó sẽ giúp làm cho mình lấy lại cái độ ẩm cho da rất là nhanh, cân bằng độ ẩm cho da mà có thể lấy sạch dầu cho da. Sử dụng thì rất là tiện nữa, mình chỉ cần nhỏ ra một ít như vậy rồi mình thoa trực tiếp lên mặt luôn đó. Nước rửa mặt như thế này nó không phải là dầu nha, nó có hai loại nước rửa mặt như vậy, một loại là có dầu để mình tẩy trang, còn một loại này là nó dạng nước khoáng, nó sẽ không có dầu đó, thì nó làm cho mặt của mình rất là ẩm luôn. Mọi người thấy cái da mặt mình nó bóng lại liền không đó. Xong rồi á, mình sẽ sử dụng một cái loại detox vào buổi sáng. Một trong hai loại này mọi người có thể chọn loại nào cũng được, và những cái loại này Nhung đều có bán ở tại bên shop của Thùy Nhung Shop nhé. Loại màu xanh này thì dành cho những ngày nào mình cảm thấy da mặt mình có nhiều dầu quá, còn loại màu đỏ này thì sẽ dành cho những ngày nào mình cảm thấy da mặt mình khô quá. Thì màu xanh này thường Nhung hay bán cho những chị nào mà có da dầu hay là da mụn, và màu đỏ này thì mình dành cho những chị nào da bình thường hay là da khô. Nhưng với Nhung thì Nhung sẽ chuẩn bị cả hai cái này ở trong cái tủ rửa mặt của mình, tại vì sẽ có ngày mình ngủ dậy thấy mà da mặt dầu không à, nhưng mà có ngày thì da mặt mình sẽ rất là khô, và ngày hôm nay da mặt của Nhung hơi khô thì Nhung sẽ sử dụng cái loại màu đỏ này ha. Loại màu đỏ thì nó chiết xuất từ những cái loại quả màu đỏ như cà chua, dưa hấu và strawberry, còn những cái loại màu xanh á thì nó toàn là những cái loại rau xanh không, như là trà xanh, rồi rau spinach đó. Cái loại này thì rất là dễ sử dụng, khi mình thoa lên mấy chị sẽ thấy nè, nó sẽ sủi bọt lên. Cái này nó gọi là detox, rửa mặt detox, so popular hiện nay bên Hàn Quốc. Sáng tối mình đều có thể sử dụng nó luôn, vừa làm sạch lỗ chân lông mà vừa sẽ làm cho mình sáng da tức thì. Thì cái loại này mọi người sẽ để nó khoảng tầm từ 10 giây cho đến 30 giây, không quá khó khăn cho một cái buổi rửa mặt buổi sáng mấy chị ạ. Chưa đầy 5 phút nha, chưa đầy 5 phút mình có thể để như thế này, khoảng 10 giây là mình chỉ thấy nó sủi bọt lên như vậy. Và mọi người đợi như một chút xíu, mình sẽ phải lấy cái con sứ rửa mặt để mà rửa mặt của mình. Ta-da-da! Đây là con sứ rửa mặt cả nhà. Đây là con sứ rửa mặt silicone, một cái dụng cụ rửa mặt mà Nhung rất là yêu thích. Nhung không sử dụng máy tại vì Nhung thấy xài cái này cũng rất là sạch da, nhẹ túi tiền, rất là rẻ tiền luôn. Mà cái con này á, mình dễ sử dụng và mình dễ vệ sinh nữa. Khi mà các chị xài bằng máy đó thì mình khó vệ sinh, tại vì những cái cọ của nó, những cái sợi lông nó sẽ còn vẫn bám lại chút bụi, chút dơ. Và cái máy thì nó có pin, nó có electric ở trong đó, khi mình xài nước nhiều quá thì nó mau hư. Còn cái này á, thì nó rẻ bèo mấy chị ơi, chỉ có 6 đồng một con thôi. Khi mà mình xài, mình chỉ cần nhúng một tí nước, một chút nước vào, xong rồi mình sẽ chà nó. Nó cũng sẽ không có khác gì so với là máy. Mà nếu mà mấy chị xài máy nhiều quá đó, không biết cách xài, da cũng dễ bị tổn thương lắm nha, chứ không phải là xài máy là da sạch đâu. Còn cái này thì mình sẽ control được cái độ mạnh yếu do cái tay mình làm. Và những chị nào mà có bị bụng ngay đầu mũi giống Nhung nè, là bắt buộc phải xài những cái đồ rửa mặt như thế này đi. Để cho biết sao không, để cho nó có thể lấy ra được những cái mụn mũi trên cái vùng đầu mũi của mình. Xoa như thế này là một phần là mình massage cho da mặt của mình nữa mấy chị nha. Đó, mình sẽ massage cho da mặt của mình luôn, cho máu nó huyết nó lưu thông, mình wake up cái skin của mình dậy. Nhiều khi mấy chị, em thấy nhiều chị rửa mặt nhanh lắm, rửa mặt quẹt quẹt vài cái là xong. Nhưng đối với Nhung thì quẹt quẹt cũng phải quẹt cho đúng cách. Rồi, buổi sáng thường là Nhung sẽ rửa mặt với nước lạnh nha các chị, để cho lỗ chân lông của cái da mặt của mình được se thích lại. Đây,
da mặt sạch toon luôn. Và khi mọi người rờ cái da mặt mình buổi sáng khi mình rửa mặt đúng cách, dung rửa mặt vậy là 3 lần ha. Một lần với nước khoáng rửa mặt nè, một lần với detox your skin nè, và một lần mà xa lại với cái con sứa biển này nè, thì da mặt của mình đã rất là sạch sẽ rồi. Và các bạn nhớ, các chị nhớ là sau khi mình rửa mặt thì 5 giây, trong vòng 5 giây thôi, mình phải đổ toner lên nhìn nhé. Sáng nay da mặt dung rất là khô, dung sẽ sử dụng toner pH 5.5 để lấy lại cân bằng độ ẩm cho da của mình. Bỏ toner lên đã rồi tính gì tính. Đó, bỏ xuống dưới cổ luôn nha. Da vùng cổ cũng rất là sensitive cho nên mình bỏ xuống luôn. Rồi, đây là toner pH 5.5. 5.5 là cái độ nước cân bằng độ ẩm của da. Thì Nhung hay xài cái loại này mỗi lúc mà Nhung bị khô da đó mọi người. Đó là sẽ là cứu tinh cho những chị nào mà bị da khô giống như Nhung. Các chị có thể tìm hiểu thông tin trực tiếp ở trên trang web của Thùy Nhung Shop, hoặc là có thể inbox cho nhân viên của Nhung để tìm hiểu những cái loại sản phẩm này nhé. Rồi, thank you cả nhà ngày hôm nay đã theo dõi cái bước rửa mặt cùng với Thùy Nhung. Và những ngày khác Thùy Nhung sẽ trở lại với mọi người cho những cái sản phẩm dưỡng da cũng như là những cái make up trang điểm. Các chị nhớ follow Facebook của Nhung là Thùy Nhung Shop USA, hoặc là trang Nhung Korea Beauty, hoặc là trang YouTube Thùy Nhung Shop để có thể xem thêm được nhiều những cái video mà Nhung làm cho skincare nha. Xin chào cả nhà và chúc cả nhà luôn mạnh khỏe nè và luôn tươi trẻ nha. Bye bye.